Ngọc Thơ kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Một cách kiểm duyệt khác của chính phủ Việt Nam vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng. Ngày 21 tháng 12, AFA tiếng Việt có bài Vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng, cớ để chính phủ siết quyền tự do ngôn luận. AFA cho biết vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng là thông báo từ Facebook gửi đến chủ danh khoản Facebook nhằm chặn một bài viết, một hình ảnh hay một đường dẫn nào đó mà chính chủ trang Facebook cũng không biết mình đã vi phạm gì. AFA dẫn lời ông Kế, một Facebooker Việt Nam nói, tôi không hiểu cụ thể mình vi phạm cái gì, vi phạm vấn đề gì, không hiểu mình đăng hình ảnh, thông tin hay bài viết gì vi phạm vào những điều cấm. Trong vòng một tháng này mà tôi đã bị tới 3 lần rồi. Theo AFA, không chỉ thông báo vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng để chặn bài viết, Facebook còn sử dụng một phương cách khác mà người dùng Facebook gọi là chặn tương tác, bóp tương tác, hạn chế tương tác để ngăn những bài viết lan truyền mạnh trên mạng xã hội. Hình ảnh bài trên AFA. AFA dẫn lời luật sư Nguyễn Văn Đài hiện đang ở Đức là người thường xuyên bị Facebook chặn, bóp tương tác cho hay. Theo tôi, họ, chính quyền Việt Nam sẽ theo dõi và khi có bài viết nào đó họ cho là nguy hiểm đối với chế độ và họ không muốn người dân trong nước đọc được bài viết đó thì ngay lập tức họ khiếu nại với Facebook và Facebook Việt Nam phải có trách nhiệm chặn ngay bài viết đó ở Việt Nam. Facebook phải có trách nhiệm tuân theo tiêu chuẩn của chính quyền Việt Nam. Vấn đề là tiêu chuẩn đó nó trái với tiêu chuẩn quốc tế. AFA cho hay, Đảng Việt Tân ở Hoa Kỳ vừa phát hành một tài liệu nói về một cách kiểm duyệt khác từ chính phủ tới người sử dụng Facebook với khái niệm vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng trong chiến dịch tự do Internet do đảng này phát động. AFA dẫn lời ông Hoàng Tứ Duy, Tổng Bí thư Đảng Việt Tân nhận định, có hai cách mà Facebook đang kiểm duyệt tại Việt Nam. Cách cổ điển là do chính quyền áp lực Facebook phải tháo gỡ những nội dung mà họ cho là vi phạm luật Việt Nam, làm chậm tốc độ truy cập Facebook để người dùng không thể truy cập được. Bây giờ họ áp dụng một cách nữa rất độc hại, đó là báo cáo vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng. Nó không xuất phát trực tiếp từ nhà nước mà do mạng lưới dư luận viên lạm dụng chức năng báo cáo, yêu cầu Facebook chặn bài và còn chế tài luôn. Việc này gây ảnh hưởng trầm trọng đến tự do ngôn luận tại Việt Nam. Việt Tân có mở ra một cuộc vận động để cùng với những người quan tâm, chẳng hạn như các tổ chức nhân quyền, các chính giới ngoại quốc, nói chung là những người quan tâm đến nhân quyền, đến tự do Internet, để họ cùng với chúng tôi áp lực công ty Meta phải có những thay đổi. Hình ảnh tài liệu của Đảng Việt Tân về cách kiểm duyệt sử dụng vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng trên Facebook của chính phủ Việt Nam. Ông Hoàng Tứ Duy nói thêm, có nhiều bài đăng của Việt Tân bị cho là vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng của Facebook, nhưng lại được các tài khoản Facebook khác tiếp tục chia sẻ rộng rãi mà không bị bất kỳ hạn chế hay trừng phạt nào. Việc đó cho thấy một sự phi lý trong vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng của Facebook. Nếu thật sự một bài viết vi phạm thì nó phải bị lấy xuống trên tất cả các trang Facebook. Điều này cho thấy có sự lạm dụng chức năng báo cáo của thành phần dư luận viên. AFA cho biết thêm, ngày 19 tháng 6 có một trang báo quốc tế có bài viết của tác giả Rebecca Tang có tựa đề tạm dịch là Facebook đã giúp mang lại tự do ngôn luận cho Việt Nam, bây giờ Facebook lại giúp ngăn chặn tự do ngôn luận. Theo bài viết, khi Facebook bắt đầu vào Việt Nam, nó giống như một cuộc cách mạng. Khi lần đầu tiên người dân có thể trao đổi trực tiếp các vấn đề thời sự như lạm dụng của công an, sự lãng phí của chính phủ, sự tuyên truyền của đảng Cộng sản. Nhưng sau đó, Facebook đã nhiều lần nhượng bộ chính phủ độc tài Việt Nam, thường xuyên kiểm duyệt những người bất đồng chính kiến và cho phép những người bị chính phủ coi là mối đe dọa buộc phải rời khỏi nền tảng này. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ Thời báo chấm d với bản tin Một cách kiểm duyệt khác của chính phủ Việt Nam vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng. Vinh quang luôn thuộc về những người cộng sản và con cháu họ. Ngày 19 tháng 12, báo Tiếng Dân có bài Con trai vị phó chủ nhiệm văn phòng chính phủ chơi ngông của tác giả Lê Văn Đoành. Tác giả đề cập đến sự kiện cầu hôn bạc tỷ vừa qua ở Hà Nội. Theo đó, màn cầu hôn bằng hàng trăm chiếc drone trên bầu trời, trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình vào tối 6 tháng 12 vừa qua.
gây sự chú ý của dư luận với tin tức tràn ngập trên mặt báo quốc doanh và mạng xã hội. Đây được xem là màn cầu hôn bằng drone đầu tiên ở Việt Nam, sử dụng khoảng 200 drone với 10 nhân sự tham gia ekip vận hành. Tác giả cho biết theo quy định, việc cho phép sử dụng drone bay trong khu vực này vô cùng khắt khe, phải được cả quân đội lẫn công an cấp phép. Không rõ vụ chơi ngông này có được cấp phép hay không, nhưng vụ việc được thực hiện tại bãi đáp trực thăng ở Trung tâm Hội nghị Quốc gia Nam Từ Liêm, Hà Nội. Hình ảnh bài trên báo Tiếng Dân. Theo tác giả, nhân vật nữ chính là Phạm Hạnh Quyên, sinh năm 2001, là biên tập viên thời tiết và MC của đài truyền hình Việt Nam VTV. Năm 2020, cô đoạt giải Miss Photo Top 5, hoa khôi báo chí của cuộc thi Press Beauty. Tên tuổi của nhân vật nam chính trong màn cầu hôn này được giấu kín. Tuy nhiên, thông tin rò rỉ cho hay anh ta là cán bộ hiện đang công tác tại Ủy ban Quản lý Vốn Nhà nước. Tác giả cũng cho hay bố của nhân vật nam chính trong màn cầu hôn kể trên là ông Nguyễn Xuân Thành, sinh năm 1963, quê ở Nam Định, hiện là phó chủ nhiệm văn phòng chính phủ. Đơn vị tổ chức màn cầu hôn kia là công ty cổ phần Hightech Tron, Hightron, và màn cầu hôn này có giá không dưới 1 tỷ đồng. Tác giả nhận xét, những cô gái bước ra từ các cuộc thi sắc đẹp luôn dành cho giới lắm tiền nhiều của là quan chức và các đại gia. Hình ảnh 200 tron tạo dòng chữ làm vợ anh nhé trong màn cầu hôn bạc tỷ. Tác giả liệt kê một số trường hợp như Nguyễn Hoài Nam, cháu nội của Hoàng Minh Thắng, tức Nguyễn Tấn Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Thương mại từ năm 1986 đến 1991, kết hôn với Phạm Thu Hương, hoa khôi thể thao Việt Nam năm 1995. Mai Thanh Hải, con trai của Mai Văn Dâu, Thứ trưởng Bộ Thương mại, kết hôn với Phan Thu Ngân, Hoa hậu Việt Nam năm 2000. Nguyễn Bình Khánh, con trai Nguyễn Bình Doãn, Giám đốc Sở Công an Hải Phòng, kết hôn với Mai Phương, Hoa hậu Việt Nam năm 2002. Nguyễn Xuân Anh, con trai Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Nguyễn Văn Chí, kết hôn với Bùi Thị Diễm, Hoa hậu Phụ nữ Việt Nam năm 2004. Nguyễn Minh Triết, con trai cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, kết hôn cùng Đồng Thanh Vi, Á hậu Đông Nam Á 2013. Ngoài ra, tác giả còn liệt kê nhiều người đẹp của VTV cũng lọt vào tầm ngắm của các quan chức như biên tập viên Minh Khuê, được cho là bồ nhí của Nguyễn Hữu Vạn, Ủy viên Trung ương khóa 12, Tổng Kiểm toán Nhà nước, Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai. Hot Girl, biên tập viên MC Ngọc Trinh, là em gái mưa của Nguyễn Đức Chung, tức Chung Con, Ủy viên Trung ương khóa 12, cựu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội. Hot Girl, biên tập viên MC Hồng Nhung, sinh năm 1990, kết hôn với Lê Quang Tự Do, hiện là Cục trưởng Cục Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông. Dân nghèo chết phải cột chiếu chở thi hài bằng xe máy về quê. Tác giả bình luận, ngẫm lại thật đáng buồn, quan chức ăn trên xương máu đồng bào để hưởng lạc trần gian. Trong khi đó, trên mọi miền đất nước, nhiều người ốm đau bệnh tật không có tiền vào bệnh viện. Có những trường hợp nghèo đến mức người chết không có tiền mua quan tài, phải bỏ vào thùng xốp hoặc bó chiếu, cột thi thể lên xe máy đưa về quê. Tác giả cho rằng, Đảng Cộng sản cho ra đời hàng loạt văn bản chính quy hô hào kêu gọi nhân dân cùng với nhà nước thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Thế nhưng, đội ngũ cán bộ cốt cán của đảng, hàng ngũ đảng viên cao cấp và con em họ thì luôn sống xa hoa như những ông hoàng, bà chúa. Đặc quyền, đặc lợi luôn dành cho giai cấp thống trị, vinh quang luôn thuộc về những người cộng sản. Và hết sức mỉa mai khi vị đảng trưởng nói câu, đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ như ngày hôm nay. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ thời báo.d với bản tin Vinh quang luôn thuộc về những người cộng sản và con cháu họ. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này để nhiều người cùng biết, cũng như bấm nút đăng ký kênh YouTube và Facebook của thời báo.d để được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Ngọc Thơ thời báo.d.